Chào các bạn, đây hôm nay có cái anh này, anh có một cái ngón tay này nó dài các bạn ơi. Cái này anh để lâu chưa anh? 3 năm mấy. Ba năm mấy mà được cái móng tay nó dài như vậy nè các bạn. Rồi để em quay sát chưa coi. Thiệt là bình. Đó. Đúng là cái móng tay nó dài. 3 năm mấy mà nó dài dữ vậy anh? Rồi anh đi làm rồi nó khó không anh? Bình thường. Nó vẫn bình thường hả? Quay. Hả chưa ta? May đồ đập nước đá là bình thường hả? Đập đồ luôn. Giặt đồ luôn hả? Phụ vợ nó cơm bình thường. Dữ vậy trời. Để 3 năm sao dài dữ vậy ta? 3 năm mấy. 3 năm mấy hả? Hồi trước đây anh có để không là mấy? 10 năm rồi hả? Là nó cuốn giòn. Để trước. Đâu đem coi thử đây. Đâu đem coi thử đây. Không đem coi đâu. Nó gãy nhiều. Nó gãy khúc khúc hay gì? Mà giờ còn bỏ làm kỷ niệm hả? Tao lấy rồi tao lấy keo vô để cho nó lâu. Vậy đó hả? Ba cái sơn. Còn món này nó chưa có gì. Món này cũng bình thường ha. Đưa dắt lại em coi con cá chơi ơi. Quay cái gốc cây hả? Đâu? Đó. Dơ quay lại nè. Tại vậy đó. Nào. Nè, nước lọc thỏ nè. Thì ai đục? Mướn đã chứ ai đục? Mướn. Ai mướn thì bình thường. Đâu? Đẹp không? Con này đẹp không? Ông này đẹp không? Thầy phước lọc thỏ. Ừ. Cái này anh mướn người ta nhiêu tiền? Mua hả mướn? Mướn ngay gần đầu hết mười mấy triệu. Mười mấy triệu hả? Trời trời, cái này cây gỗ cây gì? Này gốc vú sữa. Gốc vú sữa mình đó hả? Ừ, 100 năm. Trời trời. Dữ trời vậy ta, 100 năm mà mình làm lên phúc lộc thọ hả? Nè, gầm nè. Này tứ linh nè. Đi đâu vậy? Quá, đứt đê cho chúng mày lên đây. Trời trời. Phúc lộc thọ tứ linh nè. Vậy đó ha. Để cho chúng mày cứ đưa lên mà. Xuống đâu, xuống vô. Đứt đê đẻ. Này, cái này là cái của cô. Rồi thấy rồi. Xích gì nè, xích gì nè. Đó. Nè nè, anh hai đứa nhà nó chưa, hai đứa, hai anh em đứa. Không chịu đâu. Rồi. Đâu? Cá này cho ăn gì? Cá này cái gì, cái chi gì anh? Cá này cá con nè chú. Ừ, ngồi đây nè. Anh nó đói chưa? Đói. Cho nó ăn thử coi. Có cá đâu cho. Vậy hả? Ừ. Vậy lấy gì cho nó ăn trời? Cà phê. Cái huy bỏ vô rồi nó tát cho một coi. Vậy đi ha. Ừ. Trên này mấy ký vậy ta? Trời 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 trời. Đâu? Ừ. Đó kìa. Chú ừ. Ừ. Móng trước. Móng này móng sau này móng sau này cái này. Ừ. Gãy anh khúc rồi nó hai tấc lại. Có ngâm ngâm liền. Ừ. Vô ngâm mềm. Đó, vớt liền kìa thấy không? Đúng. Ha. Con cá. Con mấy cái khô chứ không chứ ăn. Ăn con này. Không à. Trời trời nó ăn kìa, ăn cá này bạo dữ quá trời. Ừ. Bỏ vô cái cá. Được rồi. Được rồi nó ăn rồi chị, giờ nó đang biết mình đang làm gì nó rồi. Ăn rồi. Ừ. Cá chia màu trắng hả? Nuôi nhỏ lớn hả? Chia là tạ. Nhỏ lớn. Nó ăn thấy không? Dạ. Yeah. Đứng lại đó này cho chú đứng xích lại ừ. Ừ, nó. Ừ. Chữ thiệt. Kìa nhả khô rồi kìa. Đó, có ngọt, có con. Con con nó đang lại. Ba con lận. Nãy giờ bà bỏ đang vô ba con rồi đó. Rồi đó. Ừ. Nó đang lượn á. Ừ. Nãy giờ bỏ vô ba con rồi. Con nó kìa. Con. Ăn chơi rồi. Ở xuống cho nó ăn cái đó vậy.
Ăn nữa mềm. Tên nó mềm. Kiếm. Nhân kiếm á. Đứng xuống. Đứng xuống chạy tránh nghe con đi. Thầy hỏi người bà chị gặt đồ thao thao có gì đâu. Thiệt chứ không? Gặt đồ bình thường luôn hả? À? Rồi có gì đâu. Được, lại quen. Làm nước quen rồi. Vậy đó hả? Ừ. Mình hàng ngày mà. Vậy đó hả? Chị việc nhà, rồi cơm, nước, rồi heo, rồi hai. Cái gì làm được chứ? Nói chung là bình thường thôi. Ừ. Vậy cũng đâu có mà cắt trở gì đâu. Quen rồi. Ừ. Tạp viết nó quen cái gì đâu. Như là mình nó quen, nó không phải không cái để dài không được. Ừ. Trời, nó đẹp ha, nó cũng nhỏ chứ đâu có bự đâu anh. Bỗng khô à.